Sau 60 tuổi, hãy nhớ 3 điều này để sống một cuộc sống ý nghĩa và khỏe mạnh. Kính thưa quý vị, sau 60 tuổi, để sống một cuộc sống ý nghĩa và khỏe mạnh, hãy nhớ đừng làm 3 điều dưới đây. Đừng làm 3 điều sai lầm này sau khi ăn cơm. 1. Ăn trái cây sau khi ăn cơm. Sau bữa tối ăn trái cây là một lối sống rất sai lầm. Sau khi thức ăn vào dạ dày, cần phải mất thời gian từ 1 tới 2 giờ để tiêu hóa. Nếu bạn ăn trái cây ngay sau bữa ăn, trái cây sẽ bị thức ăn trước đó chặn lại, không thể tiêu hóa, sẽ gây ra chứng bụng, tiêu chảy hoặc táo bón và các triệu chứng khác. 2. Uống trà đặc sau bữa ăn. Sau bữa ăn uống trà sẽ làm loãng nước dạ dày, ảnh hưởng tới việc tiêu hóa thức ăn. Trà cũng sẽ cản trở sự hấp thu sắt, một thời gian dài sẽ gây thiếu máu, thiếu sắt. Sau khi ăn tối, ít nhất sau nửa giờ mới uống trà, số lượng cũng không được quá nhiều, cố gắng uống trà nhạt. 3. Hát hò sau bữa ăn. Ngay sau bữa ăn, máu của cơ thể tập trung nhiều trong dạ dày. Não đang ở trạng thái thiếu máu cục bộ. Tại thời điểm này, nếu bạn hát, sẽ làm tăng sự phấn khích của bộ não, làm cho máu vốn dĩ sử dụng để giúp tiêu hóa nay lại hỗ trợ não, dẫn tới thiếu máu cung cấp cho dạ dày, ảnh hưởng tới sự tiêu hóa bình thường. Do đó, vừa ăn cơm xong, người trung tuổi tốt nhất nghỉ ngơi một chút, sau đó mới tiến hành các hoạt động giải trí. Đừng nên làm 3 điều sai lầm này trước khi đi ngủ. 1. Uống viên canxi, vitamin. Nhiều người sẽ uống canxi, vitamin tổng hợp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác trước khi ngủ. Thế nhưng những thứ này cũng sẽ tạo ra gánh nặng không cần thiết cho dạ dày, dẫn tới việc nghỉ ngơi không tốt. Về nguyên tắc, trừ khi bác sĩ căn dặn uống thuốc trị liệu vào ban đêm, nếu không, các loại thuốc hoặc những sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất là không nên dùng sau 9 giờ tối. 2. Chơi điện thoại. Một cuộc khảo sát của 2.000 người cho thấy 50% số người mỗi tối trước khi đi ngủ lên mạng ít nhất 1,5 tiếng đồng hồ, làm chậm thời gian ngủ, giảm sự trao đổi và ảnh hưởng tới giao tiếp giữa gia đình. Vì vậy tốt nhất sau 10 giờ mỗi đêm hãy tắt điện thoại hoặc để điện thoại xa phòng ngủ. Như vậy cũng có thể làm giảm bức xạ điện thoại, tốt hơn cho cơ thể. 3. Đừng vận động mạnh. Tập thể dục vừa phải giúp ngủ ngon, nhưng hãy cố gắng kết thúc trước 9 giờ tối. 1 tới 2 giờ trước khi đi ngủ không chạy bộ, chơi đánh cầu, khiêu vũ và các bài tập thể dục nặng khác. Nếu không, não sẽ ở trong trạng thái phấn khích, ảnh hưởng tới chất lượng của giấc ngủ. Ngoài ra, càng có tuổi thì càng hay mất ngủ, nên trước khi đi ngủ có thể xoa eo, xoa bụng. Đầu tiên là để hai bàn tay úp vào nhau, xoa đi xoa lại để lòng bàn tay nóng lên. Sau đó dùng tay xoa eo, xoa bụng từ trên xuống dưới, từ phải sang trái. Làm vậy có thể thúc đẩy giấc ngủ, còn có chức năng chăm sóc sức khỏe. Khi đã già rồi, nhất định phải giữ cho bản thân 7 điều quan trọng này. Kính thưa quý vị, tháng ngày hối hả trôi qua, đời người thì ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Mọi lẽ nhân sinh trên đời không cần phải hiểu hết, nhưng phải hiểu cuộc đời. Có vậy thì mới có thể sống thanh thản, thoải mái được. Qua một ngày là mất một ngày. Hãy để mỗi ngày trôi qua là một ngày vui, vì vui một ngày là lãi một ngày. Khi bạn già rồi, nhất định phải để lại cho bản thân 7 tấm át chủ bài này. Chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của bạn. Tấm át chủ bài số 1, bạn đời. Trẻ là vợ chồng, già là bạn. Vợ chồng nắm tay nhau cả đời là điều quan trọng nhất. Có người cùng ăn cơm, cùng làm việc, chia sẻ với nhau lúc buồn lúc vui, có gì hơn thế? Khi đã già rồi, bạn sẽ hiểu được người bạn đời luôn ở bên bạn, đó chính là tài sản quý báu nhất một đời người. Đôi lúc, hãy tạo một chút bất ngờ cho bạn đời của mình. Không nên vì quá mải mê chăm sóc con cái mà quên đi bạn đời. Phải nhớ rằng, vợ hoặc chồng
mới là người luôn bên ta suốt cuộc đời này. Tấm át chủ bài số 2, nhà. Con người khi già thì phải có một chỗ tránh gió, tránh mưa cho chính mình. Phải nhớ rằng, nhà của bố mẹ vĩnh viễn là nhà của con cái, nhưng nhà của con cái thì chưa chắc đã là nhà của bố mẹ. Tục ngữ nói rất đúng, tổ vàng tổ bạc không bằng tổ ấm gia đình. Bởi vậy, hãy đảm bảo bạn có một căn nhà làm tổ ấm. Tấm át chủ bài số 3, của riêng. Người trung niên, người già nên có trong tay một số tiền hoặc của cải tích lũy, nắm chắc phần của riêng mình. Giữ chặt tấm át chủ bài này hết sức quan trọng. Bởi tiền không phải là vạn năng, nhưng không tiền thì tuyệt đối không được. Chúng ta không nên chỉ biết tiêu xài tiền, mà còn nên biết tích lũy, phòng khi ốm đau, bệnh tật hoặc có việc cần dùng. Tấm át chủ bài số 4, sức khỏe. Thân thể và sức khỏe là vốn liếng của cuộc đời. Đối với người già, điều này càng quan trọng. Sức khỏe cũng là tài sản, là vốn của bản thân. Chăm sóc sức khỏe bản thân là cách đối xử tốt với mình, với gia đình, con cái và xã hội. Chỉ có thân thể khỏe mạnh mới có nhiều cơ hội hưởng thụ sự hạnh phúc, vui vẻ của cuộc sống. Bảo vệ thân thể khỏe mạnh là điều cơ bản nhất ai cũng phải làm. Tấm át chủ bài số 5, bạn chí cốt. Người ta có câu, có bạn từ xa tới, vui chết đi được. Thật vậy, khi già rồi, có thể hẹn được một vài người bạn chí cốt là một số việc dù đơn giản, như dắt chó đi dạo, đi bộ, dưỡng sinh, đánh cờ, nói chuyện thì thật là tốt. Tuổi càng già thì càng phải có ít nhất một người bạn thân. Nếu không thì phải kết bạn, phải tăng cường giao tiếp với những người xung quanh, từ đó tìm ra một vài người bạn tri kỷ. Tấm át chủ bài số 6, gu thời trang. Tuổi có thể già, nhưng tinh thần và ngoại hình không nhất thiết phải già theo. Hãy ăn mặc thời trang một chút, trẻ trung một chút, không chỉ đơn giản là trang phục, mà nó còn giúp cho tinh thần của bạn trẻ trung và thoải mái hơn. Tóc bạc mà nhuộm đen sẽ thấy trẻ hơn, râu mà dài thì chăm cạo sẽ làm cho khuôn mặt sạch sẽ, sáng sủa dạng người. Thời trang trẻ không chỉ làm đẹp bản thân, giúp tinh thần phấn chấn, mà còn làm đẹp cho xã hội. Đúng như ngạn ngữ hay nói, già cần thời thượng, trẻ cần ngoan. Tấm át chủ bài số 7, tinh thần. Tuổi càng già càng phải duy trì tâm thái vui vẻ. Đây là một trong những yếu tố giúp cường tráng thân thể, nâng cao sức khỏe và tuổi thọ. Với lại, sống đến tuổi này, sống một ngày vui một ngày, vui một ngày là lời một ngày. Nếu dùng tiền mà mua được niềm vui thì hãy học cách dùng tiền. Nếu nghỉ ngơi lười biếng mà đổi lại được niềm vui thì hãy nghỉ ngơi lười biếng. Vì điều cơ bản nhất là chúng ta phải vui vẻ cái đã. Vui vẻ rồi sẽ hạnh phúc.